biến má. Trời ơi. Biến đi. Chị là chị của em mà biến. Hủi chị. Tao rất mày biến. Trời ơi. Rồi tới giờ rồi đó. Tao đang ngồi với anh chị hai yên yên ổn như mày. Nè cho nó viên thuốc ăn thần uống vô đi. Nè. Tao đang ngồi với anh chị hai yên ổn như mày. Thuốc chị uống hết chị vừa lòng em. Đi làm. Tao nói mày biết. Trời ơi. Em của tôi tối 7 ngày qua 7 giờ tối là đi. Ê, đi ê, làm. Ê, anh nói đàng hoàng nha. Nói ra quần giặt hết trơn có quần đề lòng thầm lệnh thỉnh nãy giờ. Nè, bây giờ có lỡ. Mà lỡ trong cờ sao ta? Tôi mua thiếu tiền điện thoại của chị đó. Tôi mua thiếu 300 đó. 800 đó má. Mà tiền ở đâu mà em mua? Thì tiền tôi có 500 đó. Mua má. Bây số mà được 500 mấy. Giữa có ai già chọn ai? Chị thấy em hết trơn rồi. Em thành thật. Chị nói chị. Em nghe chị thật đi. Nói đi đi. Không có lạ mà. Có làm không? Không. Tôi nói về rồi không có lạ. Cái là vậy nha. Tôi làm chị nó mua máy. Tôi bán số tôi được 503. Tôi trả cho anh chị nên được làm em gái em rồi. Tôi còn thiếu 300. Vậy là em gái tôi trong trắng hả? Thôi chị có lỡ chị xin lỗi em. Tôi còn thiếu 300 ngàn đó. Trời ơi em gái của chị ngoan quá ha. Mà trong cái túi quần của em có một cái bực bộ đồ bồ ngủ. Đó ba con xuống kìa. Bồ ngủ đồ mà ngủ trong khách đồ khách sạn. Anh nói nữa hả? Ổng quá đâu làm gái mà sao. Giờ ngoan quá vậy? Tôi đập cái điện thoại trước mặt luôn. Trời ơi. Tụi em tụi nhà dễ thương quá hả? Đâu có mã vậy. Bị mình đập điện thoại luôn. Thôi 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 thôi. Tào lao nữa rồi, tào lao rồi đó. Làm cái vậy? Làm vậy, là tức lên là nó đập đồ à. Đấy, nó đập đồ. Đấy, nó thu điện thoại luôn. Ủa, điện thoại mua không có tiền hay gì đòi đập. Xin lỗi em đi. Rồi, hay quá hả? Điện thoại. Rồi. Hay quá gì trời. Đây. Xin lỗi em, hay quá gì trời em. Thôi họ bộ không có tiền á, tức lên cái nào cũng đập là sao ta? Đứa can rồi thôi bỏ đi trời. Hay quá gì trời, mua điện thoại ra hay như vậy. Là đập gì nữa gì ra. Thôi uống thuốc đi em nè chị. Uống thuốc vô đi, em uống thuốc vô đi cho tỉnh lại khỏi đập điện thoại. Có thuốc không? Có thuốc ăn thần không? Hay quá gì trời, đã mua điện thoại hay quá gì trời. Mua nhiều. Mua nhiều. Biến má. Trời ơi. Biến tài ngắn gì má. Trời ơi, có đứa em thấy gì vậy? Biến đi. Chị là chị của em mà biến. Hủi chị. Tao nói mày biến. Trời ơi. Rồi tới giờ rồi đó. Tao đang ngồi với anh trai yên yên ổn như mày. Nè cho nó viên thuốc ăn thần uống vô đi. Nè. Tao đang ngồi với anh trai yên ổn như mày. Chị, thuốc chị uống hết chị vừa lòng em. Đi làm. Tao nói mày biến. Trời ơi. Con điệp. Trời ơi. Rồi sao anh trai chửi chị? Tao nói mày nghe nhầm. Giờ kia, tao đang ngồi với anh chị hai đâu nha. Tao làm điện thoại này á. Đi về không? Tao làm điện thoại luôn á, tao khỏi mua nữa đó. Ngồi nhức đầu hoa quá. Tao múa tao hát. Tao quăng ghế vô bắt được à. Ê, ủa tao mua hát cái ảnh hưởng gì tao qua? Tao qua lấy có điện thoại trả lại à. Điện thoại mấy vậy hả? Anh chị ngồi đi vô hả? Đi coi đi. Thằng điên ngồi quay cơ bãi đâu cho bờ. Dạ luôn rồi đó. Dòng tơ lo tắm ban tình xe ngồi quay tơ mãi đâu châu bò ngồi quay quần chừng là người thấu cho nỗi lòng chừng chừng là thấu cho chừng là kính chào Lương Huynh, kính chào Lương Công Tử.
từ đồ chí tới đồ nọ, nhớ luôn với các biệt quá nghe. Hôm nay sao em bất sự chị như vậy? Ta đi bước lên, bước lên xe qua về trong. Trong theo phú ai, bao dòng lệ máu tuôn rơi. Anh nghe kể đi, ngồi đi. Nơi, ơi, ngồi đi. Người tình đầu ơi nơi cánh xa liền xa. Bê hà, lương huynh ơi, cái không muốn chết mà tại sao bê hà? Nhưng mà khi vậy, em nghĩ rồi là nó biết. Trời ơi. Tại sao mọi người nói em tôi nãy chữa tôi không tệ như vậy? Ba không có đưa được tài cho em. Để em đi mua đi, có mấy cục gì không nhé? Nhiều mấy cục gì không anh? Dòng... Em một mất lắm anh. Lá chi mua cho em, tặng cho em. Thôi mà, má biết. Dòng... Đồ lo thắm bao ân tình. Xe mình ngồi quay tơ vãi đâu châu bộ ngồi quay quay trường là người thắng cho anh mọi người thôi là này để chị mua cho em chứ chừng là an không cho chừng tháo nữa bạn tháo này ra bằng kiếm ra cho mua bên này nè nó mềm lại tháo ra đi nó đẹp lá chim muốn này đẹp, đẹp lắm mua cho em. Ta đang đau nha. Tay phải đang đau mà mình cũng luôn tắm bao tình. Anh Trúc Nguyễn, em có chùa anh nha. Đi ra có chùa anh thì em mong anh bỏ qua cho em, tại em cũng lo cho anh thôi chứ không em chùa anh gì hết. Em nói anh bị tai nạn cái anh rồi anh bị tai nạn thì em. Trời ơi thương quá vậy trời. Miệng tha độc gây chửi cái người nó xui liền. Tôi là rồi tới Tuấn Nguyễn rồi đó. Ghê vậy trời. Mẹ bà liệu hồn mà đi. Thích ra cần tôi muốn hay gì cảnh coi. Dòng tơ lon tắm bao tình điên quá xe mình công chúa ngồi quay ta phải đâu con khùng mà ngồi quay hoài chừng là người thấu cho nỗi lòng chừng lan này anh quay gì chừng là thấu cho chừng là nghe tôi nói nè kính chào nghe, lương quân nè tiểu yến tử kính nè. Chào lương ra đường á nè yên nè tôi nói nè bà coi chừng bà ra đường á. Một là thiết đánh bà. Trời ơi. Hai nữa là bà ra đường bà coi chừng xe tải nó trong bà. Trời ơi. Bà nói tầm bậy rồi bà. Bà sao chừng chị hai sao vậy? Sao rồi là em của chị mà sao nó nói sự tầm tệ như vậy? Rồi lúc em không tiền thì dẫn cho em mượn được mà tính ra gì em có sự tầm tệ như vậy? Ê, tôi không thiếu tiền bà nữa nha. Tôi chạy trong hết rồi nha. Nếu em nói không còn thiếu phải không? Chị sẽ mua tiền cũ ra. Đánh hồi cho bậy gì? Chuẩn bị gì? Đúng chính xác rồi, ơi đúng rồi, trời anh nói nha. Tôi thì chạy đi ngoài không? Hồi chống thứ hai. Tôi chạy đi ngoài không? Nè, hồi chống thứ ngày hôm qua, nè im đi, nói ngày hôm qua tôi thiếu Vinh 1 triệu, tôi chạy thông hết rồi đó. Rồi bà nói bà thiếu tiền tôi không? Chuẩn bị gì, tôi chạy với bà ngày mai luôn. Sao nói em, nói em không thiếu chị? Tôi thiếu bà cho bà, để cho bà chạy luôn với bà. Không vặn luôn, còn 300 cái gì kia. Bồng bồng bóng bóng mang mang. Linh ăn cơm hầm cháu ngoan nhà. Tôi không biết tiếng thiệt này luôn bóng ha. Ơi, biến quá. Chúa. Đồng bóng chúa. Trời ơi chúa. Tôi dít này thường đế. Nè, tôi nói bà là bà ra đường thì bà coi tưởng hồi cháu. Một là thiên đô nó đánh bà chết. Hai là sẽ tải cho cán bà. Trời ơi, mà đừng có nói trong quán. Em ơi, đừng có nói như vậy chị. Nhiều lúc em có bệnh hoạn chị cũng lo cho em. Khỏi cơ. Em không tiền chị dẫn cho em được mà tại sao em rửa chị như vậy? Có tiền bạc tôi trả lại không hết rồi. Em phải thương chị nè, mới là đúng. Tiền bạc tôi trả lại không hết, tôi không thiếu. Trời ơi, cái bàn tay em lặt lẹ quá chị. Vừa bên đây bên trái hoài rồi liền trời. Trời em có điện thoại em hắt mũi chị như trời. Trời ơi. Này iPhone nha. Con tắm con cám kia. Sao con áp độc quá vậy? Con ai chỉ lên cái thì con phải đeo lên. Con chúa, con đỉ. Trời ơi. Con bà ơi, xem giùm tôi. Tôi có lỗi lầm nào mà em muốn tôi chửi tôi như vậy trời ơi. Anh Vinh xóa số bà đó. Là sao vậy? Cũng tại bà. Khoa nó đau tiêu á. Tại bà. Quỷ tô rồi nha, quỷ tô. Trời đó. Không xanh hết mà. Nước không thể hai vua. Để lời mà. Tại sao trong đó bà đi. Hậu. Biết. Tại sao mà bà? Tao nói mày đi về bên vậy. Thôi trả nó 170 cho về liền, cho dự liền. Cho anh dự liền. Em ai trả? Không, tôi trả thích trả liền. Chị em mới dứt phát luôn. Kể em trắng ngất luôn. Nhiều. 170 của tôi. Trời ơi. Để ba em trả. Cho bà con bác ơi. Tình thương bao nhiêu mà tưởng tự đói sẽ sợ như Thẩm My như bác nhất này. Mà ngày nay Thẩm My lại chửi chứ. Chị như vậy. Chị là gì của em? Không có gì á.
là con quỷ cái. Trời ơi. Em cứ chửi càng nhiều đi em. Chị cũng bỏ qua cho em hết trơn. Khỏi bỏ mày. Chị tình thương với thương. Tao thích món chuối với mày. Trời ơi, bà con của bác thấy chưa? Trời ơi. Đời chị lúc nào cũng là thương nhất. Nè, tôi nói nè. Tôi đường đường là tại vì tôi thích một đời để với số thôi. Chứ thực sự ra là bây giờ tôi nói thiệt. Tôi nói luôn là ngày hôm qua bà thấy tôi đụng kinh tư nhà người ta là tôi không có dính dáng gì tới cái sự đồng đánh ở chỗ này hết á. Tôi giả dạng để tôi coi cái thế giới thứ ba nó như thế nào thôi. Ủa, không đồng tính sao mặc đồ con gái? Tại tôi muốn bán với tôi bán gì. Vậy là em là từ trên trời rơi xuống hả? Hả? Bán đồ này cho là bán cháu lòng không? Có. Cái chỗ chợ anh đi qua cái chỗ nhà của tiện nữ gì nó nằm ngay cái khúc dưới trong cái lồng chợ em đi đó. Ừ, một đứa em bây giờ anh mà ngày hôm nay nó phở mặt như chửi chị như vậy chị đau lòng lắm anh à. Để cái khu đó có bán mà thề luôn á, ngay chỗ nhà tiện nữ. Trời ơi, sao hôm nay em với chị nó đối xử chậm tệ gì. Nó mới lên cái điện thoại mà nó chửi chị chứ vậy, trời ơi. Em làm chở mặt chị như bánh tráng vậy trơn, ghê thiệt. Được rồi Thảo My. Trời đây chị em mình chắc đứt qua lời luôn, mắt tay luôn nè. Trời, trời nhớ nha. Không còn kêu bằng tiếng chị tiện tử nha. Ok. Nhúc phát nha. Ok. Chị em là như là người xa lạ nha. Ok. Em giật miệng chị là chị không làm cho chị với em. Okay. Cái cảnh cho đó đó. Em chỉ còn anh cùng chị Thảo, chịu anh. Anh chân trần sao? Anh kêu là chồng em. Trời ơi. Nó cũng nghiệp nặng nữa. Trời ơi. Sao nó chửi chị quá trời vậy. Em chửi càng nhiều với mặt em càng đẹp. Nghe không? Trời ơi, có điện thoại đẹp quá vậy. Anh Vinh là xóa xuống gọi qua rồi. Sao vậy? Anh Vinh nói là không có nhận số của bà nữa. Trời ơi, sao vậy? Anh Vinh kêu người khác rồi. Là sao vậy? Anh Vinh nói đó. Thì nghe lời Khoa đó. Nghe lời Khoa phải không? Khoa kêu á. Quỷ xô đi. Phải không? Ảnh nghe đó. Quỷ sơ phải không? Nè, cũng nhờ hồng phước của bà. Bà nói tào lao, ok. Rồi hôm nay nè, thấy anh Việt Kiều không? Em nói rồi, em không có chù anh Tú Nguyễn nha anh Tú Nguyễn. Em xin lỗi anh, em không có hề chù anh. Mà em lo cho anh Tú Nguyễn, em chỉ nhắc nhở anh. Anh ơi, anh gửi xe ở đây đi. Rồi anh hãy đi tắt xe anh về. Mà anh cố tình, anh lấy xe anh về. Chứ mà em mong muốn cho anh đi về. Em mong muốn anh lên xe taxi thì anh đi về an toàn hơn. Cãi lời và Thảo My thiệt chưa? Thôi Thảo My ơi. Em lo cho cái sức khỏe của anh lắm. Sao Thảo My không chịu lo cho em vậy? Cho chị biết vậy? Anh đã xe hả? Trời. Tại sao em lo chị? Bác sĩ rồi. Đau. Có sao? Sao em lo cho chị? Không, đang chị. Đau. Chỗ đó đau á. Rồi. Sao em lo cho chị? Biến mày. Trời ơi. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Tử vào. Trời ơi, chửi chị thấy chưa? Rồi bây giờ chị em mình dứt phát hết tình luôn nha. Ok. Dạ dứt madam. 170 ngàn gửi cho chị. Ngày mai tôi gửi luôn. Mấy giờ? Sáng mai. Mượn hơn chừng đi. Không. Ở trong bà, dương chừng không. Đi. Tôi sẽ trả đàng hoàng. Mấy giờ? Sáng mai tôi qua sớm. Rồi bây giờ, 5 giờ. Lấy cái vỏ xiết trước đi. Rồi ngày mai trả thì trả lại cái vỏ. Còn không xiết cái điện thoại. Đừng có thấy cái điện thoại lên mà chảnh chẹ. Đừng có làm như vậy. Chị thấy em có điện thoại chị mừng cho em. Chị đâu có chanh chua gì đâu mà em hắt hủi chị vậy. Hả? À có điện thoại bác còn coi phim cấp 3. Cái vẻ mặt bắt đầu kiểu như hài lòng rồi đó. Đắc ý. Thôi hello mọi người nha. Bây giờ chẳng có công việc gì chạy nhà đi qua bệnh viện thăm ông anh. Hiểu không? Chở luôn Thảo My đi thăm. Không luôn nha. Rồi mời chút xíu anh quay lại. Khỏi quay lại nữa, đi về đi. Trời ơi, thấy chưa? Chút nữa phủ vàng. Ông Vinh qua đó là quay là hỏi ông coi ăn đồ ăn quỷ sâu của em nè. Hỏi ai nói, Thảo My nói. Đúng không? Là chở quay về. Thảo My không có chối cãi nha. Ok. Dép madam. Ok. Nói dép madam đi. Ok. Dép madam. Không. Okay, còn không kêu hết let go đi, kêu let go đi. Gái trở về lấy xe coi. Tôi kêu Vinh ơi, khá số rồi. Anh không nữa không? Biết. Trời
Hỏi nó are you gay phải không? Are you gay? Are you fun? No. I don't know. Biết. Thấy chưa? Thôi mình ban mọi người nha, chúc mình sẽ quay lại mọi người. Tại vì mình công việc mình vô chăm anh, mình trái bên gì không hỏi thăm đi. Anh gì kiểu trời ơi rồi. Thôi giữ sức khỏe nhau, lát tôi quay lại nha. Hả? Trở về luôn. Trời ơi. Bộ đồ dính trong người cũng là chị hai mà ngày nay hát mũi chị. Rồi rồi bộ đồ luôn. Ừ. Lấy luôn. Sao chà bị đào không uống hết thì má. Ờ. Không cho Hoàng Linh, ờ, để uống hết. Uống đi rồi đi. Chở về bển rồi, chở về trong cơ rồi, đi ngang trong cơ rồi. Anh, mà thấy người ta tên cho được không? Quá đó, không có ghi giá cái đâu. Ốc bồ mà. Triệu mấy đó. Em chở trước 500 rồi, còn thiếu 300 mà chở người. Giờ anh chỉ kiểm cho 300 trả luôn. Ôi, rồi. Ôi, không lấy. Anh cho 300. Anh Tuấn Nguyễn mới bị thương xong, cũng là do cái lỗi của em. Em rất thương anh Tuấn Nguyễn.